Sáng nay, đoàn công tác do ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và chỉ đạo phương án khắc phục hậu quả trên địa bàn hai huyện Quảng Điền và Phong Điền. Tham gia cùng đoàn về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh. Sau khi kiểm tra thực địa, Phó trưởng ban Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ trái mùa gây ra, nhất là diện tích lúa còn lại của người dân cố gắng thực hiện tiêu úng cứu lúa. Về phía tỉnh cần sớm có báo cáo cụ thể gửi cơ quan trung ương xem xét hỗ trợ khắc phục. Bên cạnh đó, Phó trưởng ban Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai cũng lưu ý một số vùng thấp trũng và có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh nên tìm phương án thích ứng mùa vụ trong bối cảnh hiện tượng thời tiết bất thường ngày càng diễn ra thường xuyên. Ta phải đặt ra đó là phải tính toán rà soát lại toàn bộ cái mùa vụ của chúng ta, rồi cũng như là sản xuất cái gì cho nó phù hợp. Và với cái tình hình này thì chúng tôi cũng đã có báo cáo với Bộ Nông nghiệp và cũng như là tới đây sẽ báo cáo Thủ tướng để chuẩn bị cho một cái hội nghị ở cái khu vực của miền Trung để tìm ra một cái giải pháp cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực trên đồng bằng cũng như là nuôi trồng thủy sản ở ven biển để đảm bảo là an toàn trong cái điều kiện bình thường mới. Đó là cái tình trạng bất thường nó đang diễn biến thường xuyên. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong vụ đông xuân 2021-2022, tỉnh có khoảng 28.000 hecta lúa đang trong giai đoạn làm đồng và trổ bông. Tuy nhiên, mưa lớn từ ngày 31 tháng 3 đến nay đã làm 15.000 hecta lúa bị ngập. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với các địa phương tiến hành kiểm tra, gia cố đê kè để chống úng các loại cây trồng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo cả lực lượng túc trực tại các địa điểm xung yếu, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Trong thời gian đến thì chúng tôi hiện nay cũng đang kiến nghị với Bộ Nông nghiệp để tăng cường xây dựng các cái hồ chứa, nhất là cái vùng phía Tây Âu Lâu để dùng để giải quyết cái vấn đề ở Phong Điền và Quảng Điền, và sẽ tính toán lại cái bài toán chuyển đổi cây trồng cho cái vùng lúa của Phong Điền và Quảng Điền này. Có thể thấy đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô kèm theo dòng lốc, sóng lớn đã gây thiệt hại về người, nhà cửa và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản của người dân.